bạn vẽ thật đẹp. Chứ còn gì, mặc dù ở lớp mình đứng bét, nhưng mà môn mỹ thuật mình lúc nào cũng được A cộng hết trơn á. À, mình có cái này cho bạn nè. Đây là cây bút màu thần kỳ. Hi. Cái này chỉ là cây cọ vẽ bình thường thôi mà. Nè, bạn vẽ thử ra giấy đi. Wow, thì ra là vậy. Dù mình vẽ bất cứ thứ gì cũng thành đồ thật sao? Đúng rồi, bạn thấy có hay không? Tuyệt vời, mình cũng đang chán, cho mình mượn ra ngoài chơi nha. Mình phải treo tôm mới được. Ở đâu ra vỏ chuối kỳ lạ vậy nè? Kim, là bạn sao? Dám cười mình hả? Chán sống sao? Mình xin lỗi, mình biết sai rồi mà.